Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Nữ thần đẹp nhất phim Quỳnh Dao, Trần Đức Dung bây giờ ra sao? Ở tuổi ngoài 40, Trần Đức Dung đã lộ nhiều dấu vết thời gian, nhưng cô vẫn luôn được coi là nữ thần đẹp nhất trong phim Quỳnh Dao. Trần Đức Dung sinh năm 1974 tại Đài Loan, là con gái út trong một gia đình bình thường. Cô không chỉ xinh đẹp nhất mà còn được bố mẹ rất mực cưng chiều. Khi Trần Đức Dung mới 9 tuổi, bức ảnh cô được treo tại một cửa hiệu đã vô tình lọt vào mắt một người chuyên tìm kiếm tài năng. Từ đây người đẹp được mời đóng quảng cáo. Sở hữu gương mặt dễ thương thánh thiện, Trần Đức Dung dễ dàng thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất phim. 14 tuổi, cô tham gia bộ phim điện ảnh Đầu Tai. Nét đẹp trong sáng thuần khiết của Trần Đức Dung được Quỳnh Dao để mắt. Lúc đó bà dự định đợi vài năm nữa, khi Trần Đức Dung lớn hơn chắc chắn sẽ là nữ phim chính trong phim của bà. 17 tuổi, Trần Đức Dung tiếp tục góp mặt nhiều bộ phim điện ảnh. Sau vài năm đóng phim, khả năng dưỡng sức của cô có nhiều tiến bộ, cô cũng càng xinh đẹp rạng rỡ. 19 tuổi, Trần Đức Dung cuối cùng cũng trở thành nữ chính trong phim của Quỳnh Dao. Người đẹp hóa thân thằng Bạch Ngâm Sương trong bộ phim truyền hình Mai Hoa Lạc. Vai diễn này nhanh chóng giúp Trần Đức Dung trở nên nổi tiếng. Sau đó cô tiếp tục gặt hái thành công trong nhiều tác phẩm khác của Quỳnh Dao là Thủy Vân Giang và Giấc Mộng Sao Rèm. Bỏ lỡ Hoàng Châu Cách Cách đầy đáng tiếc. Sau những bộ phim trên, Quỳnh Dao càng thêm yêu mến Trần Đức Dung. Chính vì vậy, khi lên kế hoạch sản xuất Hoàng Châu Cách Cách, bà dự định để cô đóng chính. Thậm chí Quỳnh Dao còn tuyên bố, chỉ cần Trần Đức Dung thích, cô có thể chọn tùy ý một trong hai vai chính Tiễn Tử và Hạ Tử Vi. Tuy nhiên, do muốn bứt phá, không muốn đóng khung mãi trong bộ phim Quỳnh Dao, nên người đẹp đã từ chối Hoàng Châu Cách Cách. Không ngờ, Hoàng Châu Cách Cách khi công chiếu lại gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng, đưa một loạt diễn viên mới trở thành ngôi sao đình đám. Trần Đức Dung cố gắng đột phá hình tượng trên màn ảnh khi lựa chọn các vai với tính cách tươi sáng hoạt bát như Thiết Tâm Lan trong Tuyệt Đại Song Kiêu hay Nhạc Linh Sang trong Tiếu Ngộ Giang Hồ. Thế nhưng những nỗ lực đó không thực sự thành công bởi hình tượng u buồn của cô trong các phim Quỳnh Dao đã quá in sâu trong lòng người xem. Năm 2011, Trần Đức Dung lên xe hoa với Vương Tán Sách. Sau khi kết hôn, người đẹp ít đóng phim để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng cô rất yêu thương nhau và có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, đáng ngưỡng mộ. Hiện giờ, ở tuổi ngoài 40, Trần Đức Dung lộ nhiều dấu vết thời gian. Thế nhưng cô luôn được coi là nữ thần đẹp nhất trong phim Quỳnh Dao. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Và nếu các bạn thấy hay, xin hãy nhấn nút subscribe and like và nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những kết quả, những tin tức mới nhất, hot nhất đến từ Tin Hot 24 giờ nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.